Xin chào các bạn. Hẳn là mọi người khi dùng điện thoại Android, rất nhiều người đã biết đến những cái bản ROM cho phép chúng ta sử dụng điện thoại chúng ta như một giao diện của máy tính bảng. Đó là những ROM như là Paranoid Android lần trước thì 7S đã có giới thiệu. Nhưng mà cái nhược điểm của những bản ROM đấy là nó sử dụng cái mã nguồn gốc của Android như là ROM AOSP hoặc là AOKP, thì nó biến mất đi toàn bộ những điểm đặc trưng của cái điện thoại của chúng ta, như là dòng Samsung hay có những tính năng như là Direct Call, Smart Alert, Smart Stay, vân vân. Thì khi áp những cái bản ROM cúc Paranoid Android thì nó sẽ mất đi những tính năng đó. Và hôm nay mình giới thiệu các bạn một bản ROM đặc biệt dành cho Galaxy Note 2, là phiên bản ROM này port từ cái ROM của Galaxy Note 10.1 vào hoàn thiện trên chiếc máy này, hoạt động như một chiếc máy tính bảng đúng nghĩa chứ không phải là một bản ROM cúc dựa trên mã nguồn gốc. Các bạn thấy đây là giao diện màn hình khóa của chiếc máy này. Thì đặc điểm chung nhất mà chúng ta nhận thấy là với Galaxy Note 10.1 là nó có một cái dải màu đen ở bên dưới, chính là cái dải điều hướng của máy tính bảng 10 inch. Ngoài ra thì biểu tượng của nó được thu nhỏ lại trên cái màn hình khóa này và có hiệu ứng gợn sóng, tại vì đây là dòng Galaxy Note đều có cái đặc trưng này. Và đây là giao diện màn hình home screen. Chúng ta sẽ nhận thấy điều đầu tiên là các biểu tượng của nó sẽ bé đi, nhưng mà đủ kích thước để chúng ta có thể nhìn, nhận thấy và sử dụng. Ở góc trái tập trung 4 phím điều hướng, thứ nhất là phím back, phím home, phím đa nhiệm. Khi các bạn bấm giữ phím home thì nó sẽ lên một cái trình quản lý Task Manager, các bạn thấy đây. RAM của nó là 1.75GB. Và chúng ta nếu mà vuốt từ phím home lên sẽ là mở trình Google Now của máy, truy cập nhanh vào Google Now. Và cái này thì có thể hoạt động theo cả chiều dọc và chiều ngang đều được. Cái phím thứ tư là phím chức năng nhanh của cái máy tính bảng Galaxy Note 10.1. Các bạn có thể thiết lập nó là chụp màn hình, là mở menu hoặc là chụp ảnh, vân vân. Ở bên dưới này chúng ta sẽ có một cái phím mũi tên và mình sẽ nói về cái nó sau. Thanh thông báo trạng thái là đặt ở bên phải, nên chúng ta có thể truy cập các phím kết nối nhanh như là dữ liệu mạng, 3G, Wi-Fi, GPS, xóa các thanh thông báo trạng thái, và đây cũng là nơi truy cập nhanh cài đặt của chúng ta. Một cài đặt đây là giao diện của máy tính bảng. Bản ROM này là sử dụng cái sự kết hợp giữa bản ROM của N7100 là Note 2 và cái N8000 là Note 10.1, nên mà nó hoàn toàn là hỗ trợ cái thiết bị Galaxy Note 2 như là một chiếc Note 10.1. Đặc điểm dễ nhận dạng nhất đó là cái việc mà theo như cái lập trình viên họ nói rằng chiếc máy này sau khi phát flash cái ROM này xong có thể sử dụng mọi những cái tùy biến mode, theme dành cho chiếc Note 10.1 và không thể sử dụng những mode và theme dành cho chiếc Galaxy Note 2 nữa. Tôi nghĩ là bây giờ nó phải gọi là Note 10.1 mới đúng. Nó chạy phiên bản ROM 4.1.2 và hoàn toàn hỗ trợ full đầy đủ tiếng Việt, rất là tiện lợi cho người Việt Nam chúng ta. Trong mục màn hình thì nó vẫn có nghỉ thông minh, xoay thông minh là những tính năng đặc trưng của Samsung. Ở trong cái mục gọi là mục chuyển động mà chúng ta hay gọi là motion ấy, có cảnh báo thông minh này, nghiêng lắc để thu phóng, lắc để xem ảnh. Nó không có chức năng là vuốt tay chụp màn hình, tại vì với máy tính bảng đã có những cái công cụ khác để thay thế. Bút S Pen vẫn có thao tác không chạm này, âm thanh phản hồi xúc giác và rất nhiều cái tính năng khác. Bút S Pen của mình khi mà mình rút ra thì nó xuất hiện nhanh một cái thanh cửa sổ, các bạn nhìn thấy đây. Giống như chiếc Galaxy Note 10.1 khi lên Android mới, chúng ta bấm vào đây này. Có các cái cửa sổ ghi chú hoặc là một số tính năng như là đã được cài đặt sẵn trên Note 10.1 mà chúng ta đã từng biết đến. Ở đây đơn cử như là cái ứng dụng của chúng ta, đó là cái Photoshop Touch này, hoặc là cái Awesome Note HD. Là Awesome Note là một ứng dụng độc quyền trên Galaxy Note 8.0, nhưng mà nó đã được chuyển sang cho những người khác. Hôm sau mình sẽ giới thiệu các bạn một video về cái ứng dụng này. Cái giao diện này các bạn thấy là nó chạy rất mượt và hiện nay hầu như là không có những cái lỗi nào ảnh hưởng nhiều đến trong quá trình sử dụng của chúng ta. Giao diện màn hình home screen, các bạn có thể thêm trang mới, thêm các widget vào từ cái giao diện này. Chúng ta có thể chạm giữ thêm các widget trên màn hình, rất là hay. Và cái boot này thì vẫn sử dụng những cái tính năng bình thường mà không có một chút thay đổi nào hết. Nó full đầy đủ hỗ trợ cái driver của chiếc boot S Pen của chúng ta có thể nhận dạng bình thường, như là tính năng xem air view, chúng ta có thể dơ vào và có thể xem được nội dung bên trong luôn. Chúng ta có thể giữ cái phím này, làm cái phím back này, rồi phím menu của nó này, rồi chụp màn hình này, vân vân. Những cái thao tác này đều hoạt động rất là tốt và mượt mà. Hiện nay cái bản ROM này ấy, thì chỉ có một số cái lỗi nhỏ mà mình nghĩ là sắp tới sẽ khắc phục được và nó cũng không quá ảnh hưởng gì đối với chúng ta. Thứ nhất là bàn phím của nó bị lỗi với chiều xoay ngang. Đây là bàn phím của máy, các bạn thấy bàn phím máy tính bảng Samsung là cho phép tách ra hai bên, tại vì cái bản ROM này khi mà xoay ngang màn hình ra thì cái bàn phím Samsung không full, đây là cái lỗi của nó. Và tuy nhiên thì khi xoay dọc thì nó hoàn toàn bình thường như chiếc Galaxy Note 2, các bạn thấy là đây là nó không hề bị lỗi cái lỗi này. Và chúng ta có thể lựa chọn bằng cách là tách nó ra làm hai thì cái lỗi này sẽ không còn xuất hiện nếu mà còn xoay ngang màn hình ra nữa. Xoay dọc màn hình ra thì các bạn thấy là nó sử dụng như là một chiếc điện thoại bình thường chúng ta. Tuy nhiên thì các bạn nhận thấy là cái biểu tượng cũng như chữ nó bé, nhưng mà đừng lo, trên cái bản ROM cúc này nó có một cái phần mềm gọi là app setting cho phép chúng ta tùy biến được cái số DPI cũng như là cái kích thước, cũng như đây các bạn thấy là chỉnh được cái DPI này, kích thước phông chữ này, kích thước của màn hình độ phân giải của chúng ta, đây là 800 nhân với lại 1280.
DPI các bạn có thể là set cho nó là 240, phông chữ có thể tăng lên là 120 hay 130 gì đấy, thì nó sẽ là chúng ta nhìn rõ ràng hơn rất là nhiều. Các bạn có thể chỉnh được trong này, trong một thời gian mày mò thì nó sẽ rất là nhanh chóng và dễ dàng thôi. Đây, thử cái trình trên nhà các bạn xem. Đây là đúng là cái giao diện của chiếc máy tính bảng đúng nghĩa, nhìn rất là thích. Giao diện của máy tính bảng các bạn thấy khi mình bấm vào này, nó giống như chiếc Galaxy Note 8.0 vậy. Đang thể chuyển cái bài hát, hiệu ứng của nó rất là độc đáo. Về cái chiếc máy này thì cái lỗi còn lại của nó đó chính là cái việc là cái trình chơi video. Trình chơi video của nó có một chút vấn đề nhỏ là khi các bạn bắt đầu chơi video thì nó sẽ tự động full màn hình và chúng ta bấm vào thì nó chỉ có tác dụng play và pause, chứ bấm vào không ra cái thanh điều hướng như trước đây. Các bạn thấy là đây là đang chơi video này. Khi mà mình bấm vào thì máy sẽ dừng chơi và bị lỗi cái thanh thông báo trạng thái một tí. Và để khắc phục được cái điều này, các bạn chỉ cần một cái ứng dụng để chúng ta ấn đi cái thanh thông báo ở bên dưới này là ok. Nó gọi là Any 23 app. Thế là các bạn có thể sử dụng một cách bình thường. Và cái lỗi tiếp theo đó là cái đồng hồ. Cái trình hiển thị đồng hồ thế giới của chúng ta thì nó chỉ hiển thị được dưới dạng là màn hình xoay ngang. Và nếu các bạn xoay dọc máy ra như thế này thì nó sẽ bị báo lỗi. Nhưng mà cái ứng dụng này hầu như mình chẳng bao giờ dùng nên thực sự là mình không quan tâm cho lắm. Nó không có vấn đề gì là quá quan trọng. Về camera của máy thì không sử dụng chụp bằng bút S Pen được, mà chúng ta chỉ có thể sử dụng chụp bằng tay. Đây cũng chẳng là phải là vấn đề gì là quan trọng. Các bạn chụp bằng tay này, nếu mà chụp bằng bút S Pen này nó sẽ có vấn đề với lại chiếc bút. Thì như vậy thì các bạn có thấy là nó chỉ có hai lỗi vặt mà thôi. Hai cái lỗi đấy thực sự không có ảnh hưởng gì đến với chúng ta hết. Chúng ta sử dụng máy vẫn bình thường trên cái bản ROM này, nghe gọi, nhắn tin, mọi thứ đều ok. Nhưng mà cái điểm mạnh nhất mà khiến mình thích trên cái bản ROM cúp máy tính bảng này đó là khả năng chạy đa nhiệm của nó. Máy tính bảng Galaxy Note 10.1 có thể xem là chiếc máy tính bảng chạy đa nhiệm tốt nhất hiện nay trên thị trường. Các bạn xem nhé, mình mở theo dạng cửa sổ này. Với bộ nhớ RAM lên tới 2GB, vi xử lý lõi tứ 1.6GB thì chẳng tội gì mà chúng ta phải chạy đơn nhiệm. Mình thực sự nghĩ là nếu mà Samsung mang tính năng chạy đa nhiệm này mà lên được với những thiết bị di động như Galaxy S4 hoặc là Galaxy Note 8.0, Galaxy Note thế hệ thứ 3 thì phải nói là quá tuyệt vời. Các bạn thấy đây này, mình đang sử dụng nó chạy đa nhiệm, đây là đến 5 ứng dụng rồi. Sau đó mình sẽ mở tiếp xem là 6 ứng dụng. Có vẻ như là không dừng lại ở con số 8 thì vậy. Nói chung là được mở rất nhiều, các bạn thấy là đây là nó tràn hết từ cái màn hình của mình rồi. Thì cái những ứng dụng này các bạn có thể chuyển những cái tab qua khác với nhau. Và nếu thích các bạn thì chuyển về nó full màn hình, vân vân. Như vậy là các bạn có thấy là với Galaxy Note 2 chúng ta thừa cấu hình để chạy một cái đa nhiệm tuyệt vời như này, chứ không phải là chạy theo kiểu đa nhiệm là hai cái ứng dụng song song. Ở đây thì Note 10.1 cũng có khả năng là hỗ trợ chạy hai ứng dụng song song. Các bạn thấy đấy, có thể chuyển qua lại hai ứng dụng này. Và như vậy mình hoàn thành xong giới thiệu các bạn cái bản ROM cúp dành cho chiếc Galaxy Note 2, biến nó thành một chiếc máy tính bảng Galaxy Note 10.1 đúng nghĩa và sử dụng cực kỳ tốt. Bản ROM này có tên là Mini Tab và các bạn có thể download ở link bên dưới tại trực tiếp tại XDA hoặc là có thể xem thêm hỗ trợ tại F Forum. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại các bạn các chương trình lần sau.